kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nông dân Hưng Yên làm giàu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt học tập nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Tham gia hội nghị có 159 Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở và chi hội trưởng, tổ trưởng chi tổ hội nghề nghiệp tại 10 huyện, thành phố, thị xã. Các đại biểu được quán triệt 4 chuyên đề gồm xây dựng tổ chức hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch vững mạnh, điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và chuyên đề vận động nông dân phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Nhằm hỗ trợ cho hội viên nông dân trong sản xuất nông nghiệp, từ năm 2006 đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên. Các cấp hội nông dân trong tỉnh đã và đang ký kết với 2 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Phân Lân Nung Chảy Văn Điển và Công ty Cổ phần Phân Lân Ninh Bình. Trung bình mỗi năm có gần 3.000 tấn phân bón các loại cung ứng cho hội viên nông dân theo hình thức trả chậm. Qua thực tế sử dụng, các hộ luôn yên tâm về nguồn gốc, chất lượng phân bón, không lo phân bón giả kém chất lượng. Các đơn vị thực hiện tốt gồm Hội Nông dân huyện Khoái Châu, Hội Nông dân huyện Phù Cừ, Hội Nông dân huyện Ân Thi và Hội Nông dân huyện Tiên Lữ. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Khoái Châu không ngừng đẩy mạnh việc thành lập các chi tổ hội nghề nghiệp, tạo sự liên kết trong phát triển kinh tế. Sau 3 năm thực hiện đề án 24 của Trung ương Hội về việc thành lập các chi tổ hội nghề nghiệp, Hội Nông dân huyện Khoái Châu đã chỉ đạo các cơ sở hội thành lập được 7 chi tổ hội nghề nghiệp như chi hội nuôi trồng thủy sản tại xã Hàm Tử, chi hội VAC của Hội Nông dân xã Dân Tiến, tổ hội trồng cây giống tại xã Ông Đình, xã Tân Dân. Hiện nay, Hội Nông dân huyện đang tiếp tục tư vấn, hướng dẫn xây dựng mới 4 chi tổ hội nghề nghiệp. Bên cạnh đó, từ năm 2017 đến nay, Hội Nông dân huyện phối hợp thành lập được 20 tổ hợp tác xã. Qua thực tiễn, các mô hình trên đã phát huy được hiệu quả, tạo sự gắn kết giữa các thành viên, nâng cao trách nhiệm, lợi ích trong sản xuất, kinh doanh. Xã Nghĩa Dân, huyện Kim Đồng có tổng đàn gà lên tới 40 vạn con, tập trung chủ yếu tại thôn Đào Xá. Năm 2018, Hội Nông dân xã đã thành lập tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi gà, góp phần thay đổi phương thức làm ăn nhỏ lẻ thành phương thức sản xuất quy mô hàng hóa, tạo sức cạnh tranh và nâng cao giá trị nông sản. Hiện tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi gà ở xã Nghĩa Dân có 18 thành viên với quy mô chăn nuôi từ 1.000 đến 8.000 con gà một hộ, mỗi ngày cung cấp ra thị trường trên 30.000 quả trứng. Nông dân Vũ Xuân Hải, thôn Thổ Cầu đang nuôi 1.000 con gà. Tham gia tổ hội nghề nghiệp, anh Hải được tập huấn về điều kiện để chọn lọc con giống, quy trình nuôi đảm bảo an toàn, không sử dụng các chất cấm, kháng sinh trong chăn nuôi. Tôi thì cũng được các anh chị gọi là có kinh nghiệm lâu truyền đạt và hướng dẫn nuôi giống gà từ hồ này thì giá thành thì nó ổn định, thì cũng vẫn bán được với cái giá nó khoảng ngót 80.000 cân. Còn nếu như gà thường, gà trắng ngoài thị trường kia thì chỉ bán được khoảng hơn 30.000 cân thôi. Bên cạnh đó, để giúp đỡ hội viên khó khăn về vốn trong phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Nghĩa Dân đã giúp các hộ tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi. Tháng 4 vừa qua, có 10 gia đình hội viên được vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh với tổng số tiền 500 triệu đồng. Hiệu quả liên kết giữa các hộ nuôi gà tại xã Nghĩa Dân chính là việc các thành viên đã giúp nhau về thông tin thị trường, chủ động liên kết được với thương lái, doanh nghiệp, bao tiêu, nên các hộ không lo bị ế, bị chèn ép giá bán. Hiện nay, nhiều thành viên trong tổ hội có thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng trên năm, đồng thời tổ hợp tác còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Thông qua các cái chi hội, thông qua những cái phong trào tuyên truyền để cho cán bộ hội viên và đặc biệt là các hộ chăn nuôi gà nắm bắt được các cái kỹ thuật và các phòng trừ để cho cái nuôi gà, đặc biệt qua các cái buổi tập huấn chuyển giao. Cái hai là dùng tất cả những cái có thể làm được của xã tiếp cận các cái nguồn vốn theo chính sách của nhà nước để các cái thành viên mà đang trong phát triển kinh tế người ta cần có nhu cầu vốn để làm sao cái đồng vốn của nhà nước đầu tư vào người ta có hiệu quả. Đẩy mạnh liên kết trong phát triển kinh tế đã và đang là hướng đi bền vững của những nông dân nuôi gà tại xã Nghĩa Dân, rất cần được khuyến khích và nhân rộng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Nông dân Hưng Yên làm giàu của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.